Hello everybody, today I will go into cook about sweetened condensed creamer. Yeah. Look at this. My English terrible. Hôm nay tôi nấu sữa tươi bằng nấu sữa đặc bằng sữa tươi. Yeah, ở đây tôi có 5 bịch sữa. Và bây giờ tôi sẽ làm cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi cắt sữa ra và bỏ vô trong cái nồi. Oh yeah. Look, I have a lot of milk. Yeah. Và bây giờ ở đây tôi có nửa ký đường cát, 500g đường cát, và tôi chút ra đây. Tôi sẽ chừa lại tầm khoảng 2 hoặc 3 muỗng. Bởi vì tại sao các bạn biết không? Tôi muốn đổi, bỏ thêm đường vàng vô. Bỏ thêm đường vàng vô nấu, sau đó cái sữa của mình nó sẽ có màu vàng đẹp. Và bây giờ mình đặt lên bếp. Bật lửa lên nấu nha. Mình bỏ đường vô luôn. Bỏ đường vô nấu chung luôn. Yeah. Both sugar and milk cook together and you spot by wood we meat pork. Cái này là giống như cái xẻng nhưng mà làm bằng gỗ dừa. Và chúng ta cứ khuấy đều cho đến khi sữa nó cạn và nó đặc lại là ok. Tôi nghĩ là nấu chắc hơi bị lâu đó nha. Cái này nghèo lắm cũng là hơn 1 tiếng đồng hồ sữa nó mới cạn nha. Phải kiên nhẫn đứng khuấy hoài luôn. I think if cook about it, we must patient, very patient, because cook a long time and meat always meat well always. Yeah, cook long time for stick meal. Yeah, stick meal. Nấu cái này chúng ta thật là phải kiên nhẫn, phải đứng nấu thiệt là lâu và trộn và khuấy hoài luôn. I want to take it. Very sweet. Yeah, sweet and has smell good from fresh milk. Yeah, ngọt và thơm mùi sữa tươi. Nếu các bạn thích đậm đà hơn thì mình sẽ cho một muỗng muối. Yeah, thêm một muỗng muối nữa thôi. If you like sweet dip more dip, we must put
one teaspoon salt in the milk and cook together. Dạ, tôi muốn thử lại. Oh, very ngon. Very yummy. Have a little bit salt in make very tasty. Yeah. Bỏ thêm một ít muối vô nữa thì nó ngon ơi là ngon, nó ngọt thanh luôn á. And keep going to cook in medium heat. Yeah. Và tiếp tục nấu ở mức lửa vừa nha các bạn. Now the milk boiling. Yeah. Rồi sữa đang sôi lăn tăn nè. Đừng dặn lửa lớn quá mà sữa nó trà vọt nha. Don't cook in the big heat. Yeah, just cook in medium heat. Yeah. During you cook, you can reading, you can watching TV, you can play Facebook. Yeah. You can play game on the phone. But my phone busy to make video, so I just only to watching the milk. Yeah. Trong khi nấu bạn có thể chơi Facebook hay là coi TV hay là đọc sách đó, tùy các bạn. Nhưng mà bởi vì cái điện thoại của mình đang bận quay video cho các bạn xem cho nên mình không thể nào làm gì được, chỉ đứng đây và nhìn cái nồi sữa mà thôi. I just only stand here and watching in the mirror. Yeah, only not do anything, cannot do anything. Yeah. Nè, cho các bạn nhìn xem, sữa đã cạn hơn một nửa trước khi mình nấu nha, thấy chưa? Và có màu vàng rất là đẹp không? The milk empty a half before I cook and now it have yellow color, very nice. Yeah. I want to cook more. Tôi sẽ nấu thêm nữa. Nào, các bạn hãy nhìn xem, bây giờ sữa của tôi nó đặc quánh lại rồi nè. Khi tôi quấy thì tôi cảm thấy cái tay mình nó hơi nặng tay. Look, nhìn nè. Wow, rất đẹp. Nhưng mà nó chưa mịn đâu. Một hồi mình mới bỏ vô máy sinh tố mình xay nó mới mịn. Look, I feel heavy my hand when I mix it. Yeah, milk now thick. Yeah, very thick and has nice color. And I turn off the heat and wait cool down. And wait cool down. Yeah. Look, I have matching and I put the milk on the matching. Yeah, look at this. Nhìn nè các bạn. Đó, như vậy là mình có thể dùng được rồi. Nhưng mà tôi muốn mịn hơn cho nên tôi bỏ vào cái máy xay sinh tố và tôi xay đây. And now I need this. Like this. It's around 5 minutes. Tôi sẽ xay hỗn hợp này trong vòng 5 phút. Yeah, I tell with you I mix in the machine 5 minutes, but don't need 5 minutes. I just mix about more 2 minutes. Yeah, tôi nói với các bạn là tôi xay trong vòng 5 phút, nhưng mà tôi xay chỉ có hơn 2 phút là xong. Nhìn nè, tôi chế ra một cái ly lớn nè. Trời ơi, đẹp chưa? Sữa rất là mịn. Mịn màng luôn. Xin lỗi, nó chảy ra ngoài. Sữa rất là mịn luôn.
Mint mousse very smooth and has smell good very smooth. Mint và sánh đặc rất là đẹp nha. Đây, bạn có thể giữ trong tủ lạnh xài hơn cả tháng trời luôn. Keep in the fridge and use day by day. Nó đặc kẹo như vậy nè. Đó, nó đặc kẹo như vậy đó là mới đúng là sữa đặc nha. Đó, nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, từng giọt, từng giọt. Drop, 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 drop. Thank you for watching. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Chúc mọi người làm sữa đặc có đường thành công nè, trông rất là mịn màng. Ngon chưa? Dạ. Oh, spicy, very, very yum, delicious. Thank you for watching. Yeah, I have a big cup. Yeah. Now I have 500 milliliter milk. Yeah.